Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống nước ta, nên thời tiết thủ đô Hà Nội là ngày cuối cùng khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân. Sương mù vẫn rải kín khắp thành phố từ sáng sớm, đặc biệt là vùng núi và trên các tuyến đường vành đai, làm hạn chế tầm nhìn của các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, chỉ ngoài 8 giờ, trời quang mây và nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh và trưa và chiều từ 20 lên 26 độ. Từ thời điểm này cho đến tối, mật độ mây tăng dần, mưa lác đác ở một vài nơi xa trung tâm. Lúc này, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng từ 18 đến 19 độ. Đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm khá cao, từ 68 đến 95%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác của Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 13 đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội ngày mai đón không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm sâu, chỉ còn từ 17 đến 20 độ, kèm theo mưa và mưa rào, trời chuyển rét. Độ ẩm trung bình vẫn rất cao, từ 80 đến 95%. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra trong 3 ngày tới, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 21 độ, độ ẩm từ 78 đến 88%, lượng mưa trung bình khoảng 15 đến 25mm. Mặc dù không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nhưng cũng không loại trừ khả năng có đợt không khí lạnh mạnh gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá và có thể xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Hình thái thời tiết và mức nhiệt độ này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây có mưa, nhiệt độ xuống thấp hơn, còn từ 17 đến 19 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 6 giờ 30 phút sáng mai.